niên tiên phong mang tên ba sang người, đời thiếu niên tiên phong tiếp bước theo lời của ba, trải qua bao khó khăn theo lời ba không lùi, là tương lai núi sông em xây dựng đất nước. Tuổi thiếu nhi của em nguyện cố gắng học tập, tuổi thiếu nhi của em luôn vì non vì nước, dù cho bao khó khăn em vẫn bước không lùi, vì quê hương của em nguyện đi lên.